Kính chào quý thầy cô và các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay, câu lạc bộ đồng hành cùng sách xin được giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn sinh viên cuốn sách mang tên Người thầy đầu tiên. Mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Người thầy đầu tiên là tên một tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Genghis Aitmatov, sáng tác năm 1962. Nội dung truyện được đặt vào bối cảnh vùng quê hẻo lánh của Kyrgyzstan. Thời đó, trình độ phát triển ở đây còn thấp, tư tưởng phong kiến, gia trưởng còn nặng nề, phụ nữ bị coi thường và trẻ mồ côi bị rẻ rúng. Cô bé Antinai mồ côi sống trong gia đình chủ thím ở làng Kukurey, chẳng được học hành và phải chịu sự giám sát, sai khiến hà khắc của bà thím. Khi đó, Dushen được đoàn thanh niên cộng sản cử về làng để mở trường. Anh đã kịp thời cứu giúp cho Antinai đến trường học. Tác phẩm Người thầy đầu tiên đã gây được tiếng vang lớn khi nhận một giải thưởng danh dự, giải thưởng Lenin. Cho đến bây giờ, Người thầy đầu tiên không ngừng làm rung động trái tim của biết bao thế hệ độc giả. Đọc cuốn sách này, có lẽ trong lòng người đọc sẽ khắc sâu về lòng biết ơn vô hạn đối với người thầy giáo Dushen, người đã hy sinh tất cả để vun trồng mơ ước, hy vọng cho thế hệ tương lai. Trong truyện, thầy Dushen trong mắt của học trò Antinai không chỉ là người thầy, mà còn là một người cha, người anh, người bạn vô cùng đáng yêu và đáng kính. Dù ở đâu trên trái đất này, vẫn luôn khẳng định rằng tình thầy trò là tình cảm cao quý, thiêng liêng mà thật gần gũi, ấm áp. Thầy cô không chỉ là người truyền đạt tri thức, mà còn là người cha, người mẹ, nhà tâm lý, người bạn trong cuộc sống, nâng đỡ mỗi người trong những bước ngã đầu đời, dìu dắt, truyền đạt tri thức.